Vừa qua, một người phụ nữ bán mãng cầu ở huyện Đài Đông, Đài Loan, trong lúc phân loại và đóng gói trái cây đã vô tình đóng gói luôn cả một con rắn hổ mang vào giỏ mãng cầu lớn. Vì tốc độ tay của bà quá nhanh, nhanh đến nỗi con rắn không kịp bỏ đi hay cắn tay bà. Theo lời kể từ một người đàn ông họ Tạ ở cửa hàng kế bên, trong lúc người phụ nữ kia đang phân loại mãng cầu đã chạm phải con rắn một lần. Dù cảm nhận được thứ mình chạm vào khá mềm so với những loại trái cây kia, bà cũng không chú ý lắm vì còn nhiều việc để làm. Vài giây sau khi đóng gói, bà đã kéo băng keo dán chặt con rắn vào trái mãng cầu mà không hề hay biết. Đến lúc hoàn tất quá trình đóng gói, người phụ nữ nhìn lại một lượt mới phát hiện sự việc này. Lúc này bà rất hoảng sợ và tránh sang một góc. Nghe tiếng hét, người bán hàng ở cửa hàng trái cây kế bên đã chạy sang giúp đỡ. May mắn là giỏ mãng cầu này chưa được bán cho ai, nếu không họ sẽ có thể gặp phải nguy hiểm từ con rắn hổ mang còn sống này. Người đàn ông họ Tạ cho biết, khu vực này thường xuyên xuất hiện rắn ven bờ sông và con rắn hổ mang nhỏ kia đã được người chủ gỡ khỏi băng dính và thả về tự nhiên. Có một tâm lý chung của các bạn học sinh là không bao giờ chấp nhận một lớp phó học tập mà lại học kém. Bạn thử nghĩ xem ai là bộ mặt của lớp cơ chứ? Câu trả lời không ai khác ngoài cán bộ lớp, trong đó người thông minh nhất phải là lớp phó học tập. Cho nên việc lớp phó học tập chắc chắn là phải học giỏi, chăm chỉ để xây dựng hình tượng của mỗi lớp học. Cũng từ đây, câu chuyện một cậu bạn lớp phó học tập học ở quán net đã gây xôn xao trong giới học sinh. Ngay sau khi được đăng tải, bức ảnh ngay lập tức được các cô cậu học trò thi nhau chia sẻ nhiệt tình. Ai nấy đều phong danh hiệu cậu bạn này là lớp phó học tập nhà người ta. Chỉ sau ít giờ đăng tải, bức ảnh đã thu về hơn 50.000 lượt like trên mạng xã hội, cùng với đó là hàng trăm lượt bình luận chia sẻ. Liên hệ với chủ nhân bài đăng, cô bạn Quỳnh Như, học sinh lớp 10A7, trường Trung học Phổ thông Thống Nhất A, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai cho hay. Vào lúc sáng hôm đó, khu vực mình mưa to nhưng nhà trường không thông báo cho nghỉ. Tụi mình học thể dục với giáo dục quốc phòng trái buổi nên vẫn phải đến trường. Nhưng ai ngờ đâu gần đến hết tiết 1, cô mới báo là không cần học thể dục nữa nên cả đám mới kéo nhau qua quán trà sữa có cả máy tính để chơi. Mọi người xung quanh ai cũng đều chơi game các kiểu, nhưng riêng bạn ấy thì xem lại bài tập cũ rồi ngồi giải lại và ôn bài. Chị nhân viên thấy vậy cũng cười theo. Chụp lén rồi đăng hình không xin phép, may mà bạn ấy không giận, Quỳnh Như chia sẻ thêm. Nhắc đến thú cưng, người ta thường nghĩ ngay đến chó mèo vì chúng là những người bạn gần gũi. Cũng có người nuôi hamster, nuôi thỏ. Nhưng mà mọi người đã nghe đến việc ai nuôi cua và xem cua như là thú cưng của mình chưa? Hãy cùng theo dõi nhé! Một cô bạn đã chia sẻ lý do nào đưa cua đá đến bên cổ. Nguyên văn như sau. Cách đây 2 tháng có tróc dại đi mua 3 ký cua đá về ăn vì nó rẻ quá. Trong khi cả dòng họ nhà nó đã bị cho vào nồi thì nó lại bỏ trốn. Bị bắt lần 1, nó lại trốn tiếp lần 2 và thế là nó thoát chết. Cảm động vì sự kiên cường bất khuất của thị, tớ đã để thị lại nuôi và từ đó trở thành con sen của cái thứ lỗn ngỗn kia. Đi công tác 5-10 ngày thì ngày nào cũng phải nhờ hàng xóm sang trông nom nó rồi vứt cho dăm 3 cọng rau với 2 con tôm để nó ăn. Đấy, chăm nó như thế nhưng mà cứ mỗi lần tớ sờ vào nó là nó lại dương càng bổ tớ lia lịa. Tớ lại ném nó vào nồi bây giờ chứ mình láo à. Ngay sau khi đăng tải, câu chuyện đã nhanh chóng thu hút đông đảo sự quan tâm của cư dân mạng. Phần lớn mọi người đều ngạc nhiên trước loài thú cưng mới lạ này. Còn bạn thì sao? Khi những hành động nhạy cảm của một bộ phận giới trẻ tràn lan trên mạng xã hội, cứ nghĩ là các bạn sẽ đề phòng và cẩn thận hơn khi thể hiện tình cảm chốn đông người. Nhưng không, mới đây lại có thêm một hình ảnh rất là đốt mắt tràn lan trên mạng của một cặp đôi tại quán net, thậm chí là còn bạo hơn những clip trước đây. Lợi dụng lúc vắng người, không có ai chú ý, cặp đôi này liên tục có những hành động ôm ấp, hôn, sờ soạng nhau. Trong khi đó, cô bạn gái còn ngồi lên đùi bạn trai và quay mặt vào nhau. Chàng trai có những hành động nhạy cảm như ôm, hôn và sờ khắp người cô gái. Thậm chí nhiều người phải đỏ mặt khi nam thanh niên còn có hành động nhạy cảm với vòng một của cô tại quán. Đáng nói cô gái không những thản nhiên mà còn hướng mắt quan sát khắp nơi để mặc cho bạn trai sàm sỡ mình. Đoạn clip được đăng tải đã nhận được nhiều ý kiến bình luận. Một số người tỏ ra ngao ngán trước sự thái quá ở chốn công cộng của giới trẻ hiện nay. Nếu như thế hệ trước rất coi trọng chuyện nam nữ cần phải giữ khoảng cách với nhau, thì clip trên cho thấy một số bạn trẻ đang nghỉ nơi công cộng giống như là ở nhà mình.